Mấy rượu này, hũ rượu vẫn còn chừng này. Đây là anh Phúc sau khi ngồi với anh Minh. Thôi chỉ quay 30 giây rồi là biết bản chất là anh Minh vẫn tỉnh, Phúc đã ngủ. Này, 18 giây rồi. Nhưng mà sao mà anh Phúc mới uống có một tí cái hũ này mới, anh Phúc đã ngủ say vậy được? Năm anh em uống có 3 lít rượu mà đã say rồi. Rồi.